Đây trở lại chiếc xe rùa của anh Tư nha các bạn. Thì bữa nay anh Tư có cúc mâm xôi ba cây thì đã về nha các bạn, đã về đã chuẩn bị trồng đây. Đây hàng về đây. Rồi hôm nay có cái gì cho anh em nữa thì cứ các bạn cứ theo dõi ha. Trời miền Tây suốt suốt tuần này là mưa hết nha các bạn. Rồi thì để lướt qua cái đầu tiên là thôi bây giờ mình mở cây giống trước đi ha, còn khúc men thì nó có đầy đủ trơn rồi. Này đặc trị heo xanh thối rễ nha các bạn. Rồi con heo hồng ha, con heo hồng kích rễ rất là hiệu quả nha. Rồi thì thuốc men thì nó cũng đơn giản, cũng không có gì, cũng có cũ cũ không mà các bạn ơi, không có gì mới đâu. Thì các bạn có cái gì thì các bạn cứ liên hệ với anh Tư ha. Cái này đặc trị sâu giả bùa, nhiều anh em đang đau đầu với sâu giả bùa thì có thằng này đặc trị sâu giả bùa nha. Rồi bọ chỉ nhện đỏ, bọ chỉ nhện đỏ đặc trị luôn nha, đặc trị nhện đỏ bọ chỉ ha. Rồi thì đây anh em đi đi đơn cho anh em mua một lần nhiều nhiều để xài luôn nè, anh em mua nhiều nhiều để xài. Cái hàng gói này thì nó xài nó dễ xài các bạn, xài không hết thì mình cứ bỏ đó, mình xài từ năm này qua năm kia thôi, không thành vấn đề. Rồi đây, rồi siêu bông chèo bông to hết cỡ, bông to hết cỡ ha. Rồi siêu bông chèo, rồi bánh dầu, bánh dầu là cam kết của nhà sản xuất là không tốt không lấy tiền nha bạn. Bánh dầu rồi công dụng của nó thì như thế nào thì các bạn có thể anh Tư, cái này mấy này là anh Tư chuyên xài cho cây của anh Tư không nha bạn. Rồi béo mập nè. Rồi nói chung là đầy đủ các thuốc về chuyên dụng và cơ bản và chuyên sâu nha bạn. Thì các bạn cần thì nè, này chuyên sâu nè, chuyên sâu là tiêu diệt héo xanh tan tành xương rễ nè, anh em đang đau đầu về cái vụ mà héo xanh nè ha. Thì đây là cái bộ đặc trị cho héo xanh, tưới và phun. Nói chung là dưỡng vô héo xanh thì chỉ có nước là mình hạn chế chết thêm thôi nha bạn, chứ không có tài nào mà để cứu vãn nó được 100% đâu ha. Thì thuốc thì chỉ hạn chế chết thêm thôi đó. Đây rồi hôm nay thì có cái hàng này, thì hàng mâm xôi Hàn Quốc. Mâm xôi Hàn Quốc thì cũng đang làm điên đảo trên thị trường của năm nay nha. Rồi nè, hồng nè, đỏ nè, cam nè, tím nè ha. Rồi phui ra thôi các bạn ơi, phui ra coi mặt cây nó làm sao. Nang tre cắm bông, nang tre cắm bông thì đủ mọi kích thước từ 30 cm cho tới 1m2, 1m4 tùy theo các nhu cầu của sử dụng của các bạn, có đầy đủ luôn nha các bạn, nang tre luôn. Rồi bây giờ mình bữa nay là mình kiểm tra cái thùng mâm xôi hàng về đây. Rồi, hàng cây con phải quấn kỹ các bạn ơi, hàng này hàng cây mô nữa, hàng này hàng cây mô nữa nha, hàng cây mô nữa là quấn kỹ lắm, họ chuyên nghiệp, họ chuyên nghiệp, họ quấn kỹ lắm. Đây khui ra đây, đây các bạn thấy không, mặt cây nè, tổng quan là rất là ok nha bạn. Cái này hình như là xả nắng cứng rồi nè, xả nắng nó hơi cứng, cứng cây rồi nè, cứng cây hơn đợt trước của anh Tư nè. Đây một mâm đỏ nè, nè họ có ghi nè các bạn, đỏ nè, nhưng mà thấy cây nó cứng hơn, cây nó cứng cáp nha các bạn, cây cứng cáp đẹp nha, rễ coi sao. Nhưng mà dù sao mình cũng phải xả nắng xả nắng vài ngày nè. Rễ nè các bạn, rễ cũng có đầy đủ rồi nha, rễ đầy đủ rồi, ok rồi.
Rồi. Nói chung nhìn chung là cây rất là ok nha bạn. Nó mỗi màu nó có sự sinh trưởng khác nhau, là tím nè, tím hình như nó mạnh hơn nè. Nè, tím nè. Tím nè nó mạnh hơn nè các bạn, thấy không? Nó cao hơn nè. Vậy là tím nó sẽ cao hơn nha. Rồi xong một thùng. Một thùng 4 khay các bạn. Rồi xong, có hướng dẫn kỹ thuật luôn nè. Có hướng dẫn kỹ thuật thì khi mà đặt giống á các bạn, khi đặt giống có hướng dẫn kỹ thuật luôn ha. Rồi. Rồi tiếp tục phui ra. Cái này phải xả nắng nhẹ nha bạn. Thôi cứ để đây xả nắng thôi. Với lại mấy bữa nay trời mưa nắng không có mạnh. Nắng không mạnh thì mình cứ xả đại ngoài trời này đi. Chứ còn không phải vô mà vàng mát mát giữ nó vài ba ngày nha bạn. Hướng kỹ thuật nè. Khi mà giao cây thì họ sẽ có hướng dẫn kỹ thuật cho các bạn. Cái này anh Tư đặt đại lý nha các bạn. Rồi bây giờ đã hết rồi. Hết đợt rồi. Còn nếu mà các bạn nào có muốn trồng thì phải năm sau mới có lợi nữa nha các bạn. Chứ còn bây giờ là coi như là hết vụ rồi đó. Xong rồi đó. Bico thì Bico cũng hết nhận đơn luôn rồi. Rồi cái này chỉ giao xe khách thôi nha các bạn. Chứ giao bưu điện là thôi thua ạ. Cái này chỉ giao xe khách thôi. Giao bưu điện là thua. Rồi xuống đi, hồng cây rất là chất lượng nha các bạn. Cái cơ sở làm giống này là rất là, nói chung là cơ sở làm giống đạt đó các bạn. Cam à, mỗi cái loại nó có màu lá khác nhau nha các bạn, chứ không phải là nói mâm soi hàng mà mỗi màu nó có mỗi lá khác nhau nè. Xíu lên Tư sẽ cho các bạn xem. Rồi hai thùng 2, 4, 6, 8 khay các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui xong rồi, giờ chúng ta sẽ đi chi tiết cho các bạn nào muốn tìm hiểu đó. Đây nè, màu cam nè, cái màu cam cái lá của nó nè các bạn, không lá tròn nè ha, màu cam. Rồi cam. Rồi màu hồng thì lá nó cũng giống màu cam. Hồng thì nó giống cam. Đây hồng luôn, hai hồng luôn. Rồi cái này nè, lá khác nè. Này lá khác nè các bạn ơi. Này tím. Này tím lá nó khác ha, khác rõ ràng luôn á các bạn. Nè các bạn thấy không, hai cây nó khác nhau rõ ràng luôn nè. Rồi đỏ, đỏ nó cũng giống đỏ thì nó cũng tương tự như tím, đỏ. Đỏ nè, cũng tương tự như tím. Rồi, nếu mà các bạn nào chưa quen thì nó thật ra thì về cây giống thì mình mua cơ sở uy tín thôi các bạn. Chứ còn về phân biệt về mà màu sắc hay là về lá thì nếu mà chúng ta chưa kinh nghiệm qua lần nào, chưa có trải nghiệm qua lần nào, chưa trồng qua lần nào thì coi như là thua các bạn. Nè, giống như nè, màu hồng nè, màu hồng với màu cam nè. Màu hồng với màu cam nè, hồng nè. À, cam nè các bạn thấy không? À, hai cái lá này nè, nếu mà chúng ta không biết thì làm sao mà phân biệt nổi các bạn. Không thể phân biệt nổi nha. Nè, cam nè. Không thể phân biệt nổi. Thì trừ ra là khi cái nhà làm giống họ, cái cơ sở ươm giống đó, họ ghi chú cho mình biết thôi, chứ còn thua. Rồi cái khay này có bao nhiêu lỗ nha. 2, 2, 4, 6, 8 lỗ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 8 x 14 nha các bạn. 8 x 14 lỗ.
112 cây. Rồi xả nắng thôi. Rồi sơ lược về tổng quan mâm soi hàng bữa nay về sẽ cập nhật, anh Tư sẽ cập nhật cho các bạn về kỹ thuật trồng từ nhỏ cho tới lớn luôn nha. Tại đây là lần đầu tiên anh Tư trồng, cũng không biết gì đâu các bạn, chỉ gọi số điện thoại rồi nhờ họ hướng dẫn thôi, nhờ họ hướng dẫn thôi chứ cũng mới thử nghiệm.